Rồi đây quý anh chị thấy không, bây giờ là cho bán cái này cho anh hàng xóm đó, tỉa hàng gào đó quý anh chị, thấy không? Ngon ha, ngon á. Đó quý anh chị thấy không, cắt nó gớt nè, ngon lành. Máy tỉa hàng gào ha, đó danh luôn cái cây tề cây đồ cũng ngon ha, giống như hớt tóc vậy trời. Đó cắt đứt hết luôn, đứt hết trơn luôn ha. Đó gọn gàng lại liền, ngon lành á chứ bộ. Hiệu quả cái thân máy này đét tông quá anh chị, sử dụng pin chân đê ha. Đó cái này rất là hiệu quả luôn á. Anh chị thấy có cái này không, hay không? Thay vì mình phải cắt tỉa từ từ á, còn cái này giờ là như vậy là quá ok luôn rồi, gọn nhẹ. Hôm nay Hồng Nhiên lại tiếp tục cho quý anh chị xem nè, cái mẫu máy này là ví dụ anh cầm giày, mẫu máy cắt dạng như là cắt cành quý anh chị. Đâu anh xoay lại, anh xoay nhấn nút nè, nhấn nút này, xoay cái tay nghe, anh nhấn đè xuống xoay ngang, đó là anh dạt. Ví dụ như anh cầm anh lật qua bên kia là anh dạt, đó kiểu vậy quý anh chị ha. Đó rồi nó có thể xoay ngược lại nè, xoay về phía bên này được luôn nè. Đó là mình tùy theo cái chiều hướng của mình xài á, thuận tay nào mình xài bên đó á, thuận bên nào quý anh chị xài bên đó, hay lắm à. Máy cắt tỉa hàng rào này nhưng giới thiệu nhiều lần rồi ha, bán rất là ok, nhiều nhiều nhà vườn đồ xài dữ lắm quý anh chị. À, có ông anh nhà kế bên là ông cắt ông tỉa đồ từ lâu hết á, ngon đó chứ bộ. Mẫu này quá ok đó, Hồng Nhiên hay giới thiệu cái này nè quý anh chị, thấy không? Giá bán 1.150.000 dễ chịu ha, đang đợt tháng 9 này là khuyến mãi quá trời, rất là ok đó. Muốn dạt gì đó nó cắt nào quý anh chị thấy nó cắt không đó, muốn xây thẳng lại được luôn ha, xây thẳng lại cái tay công tác xây thẳng, hiệu quả. Quá ngon à, thuận tay bên nào làm bên đó. À, cây kiển là có này là thấy khoái rồi. Cái nhánh nó cũng bự bự không nào quý anh chị, thấy không? Đó nó tẻ rớt xuống, nhánh cũng bự bự không bộ. Đó à. Nhà vườn phải có cái này mới lẹ ha, chứ không có cái này khó, làm cực chứ gì. Xoay cái nút lại dễ dàng, cây khô đồ nó tỉa cũng được. Đó quý anh chị mà có nhu cầu về sản phẩm máy này nè, cứ liên hệ Hồng Nhiên quý anh chị ha. Giá cái thân máy là 1.150.000, mà quý anh chị muốn mua thêm pin đó thì nó có nhiều cái loại pin, mua thêm một pin là tặng một cục sạc, hay quá trời luôn ha, rất là dễ dàng. Nhìn thấy không, ngon lành đó không đó.
ok quá trời luôn. Đó, tẻ nào quý anh chị thấy nó tẻ không? Rất là lẹ. Đó, ok ha. Đây quý anh chị thấy là những cái cành bự bự vậy nè. Đó, những cái cây cũng bự bộ. Nhưng mà nó tẻ là văng hết luôn á. Ok quý anh chị. Quý anh chị có nhu cầu về cái sản phẩm này cứ liên hệ Hồng Nhiên ha. Máy tẻ hàng rào đang chạy chương trình khuyến mãi. Mua máy mua pin là tặng sạc. Giá thân máy là 1 triệu 150 ngàn quý anh chị. Hoặc là quý anh chị có thể thấy cái này không? Hiệu quả quá trời luôn. Cái này là cái kéo các cành đồ ở trên cao đồ, các nảy nhẹ lắm quý anh chị ha. Rất là hiệu quả đó. 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 Test cho quý anh chị coi à, té kéo tỉa hàng rào. Này là xài năng lượng cơm. Còn cái nãy xài năng lượng pin. Đúng không? Kia nãy đó, cắt rất là ok quý anh chị ha. Cầm về cắt. Nói chung là nó nhẹ, cái kéo này rất là nhẹ. Nó cán nhôm. À, ông anh này ông kế bên nhà nhưng mà thứ gì ông cũng mua á. Mua về là coi như là ông cắt tỉa rồi. Cành bự bự rồi là dứt hết trơn á chứ. À, đó. Nhưng vậy nó mới ra được lại cái mới anh Trung ha. Ra cái mới mới ok. Đó, anh nào mà làm về cây kiển đâu á là mua mấy cái này. Rất là ok. Rồi ok. À, cái kéo cắt cành này là 380 ngàn nè quý anh chị. Lưỡi kéo Nhật ha, kéo này là kéo Nhật. Đó, lưỡi kéo Nhật. Thì quý anh chị có nhu cầu mua lưỡi kéo cắt cành thì cũng có thể liên hệ Hồng Nhiên. Cái này nó bẻ tới bẻ lui được. À, nó bẻ đủ kiểu hết trơn á. À, nhả cái này ra nè. Là bẻ đó, ví dụ mình muốn cắt đó, đứng ở trên cao mình cắt xuống. Đó, kiểu như vậy, đó, kiểu vậy quý anh chị ha. Đó. Ok vậy đó, kiểu nó vậy. Quá ngon luôn á. À, kéo ok luôn. Rồi quý anh chị có nhu cầu về kéo này cứ hỏi liên hệ Hồng Nhiên luôn. À, chuyên về cây kiển, mốt là ông ra bán mai kiển đồ luôn. Rồi cảm ơn quý anh chị cô chú mình đã xem ha. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.